We'll be right back.
Xin nồng nhiệt chào mừng quý vị đến với sân khấu Hoàn Vũ Ground Center Diamond Bay City Nha Trang, đến với đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối cùng, giờ phút được mong đợi nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2015. Và 44 cô gái xinh đẹp ngày hôm nay thực sự là rất là xứng đáng nhận được một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị. Và một lần nữa xin được chúc mừng và xin cảm ơn các bạn với phần trình diễn vừa rồi. Kính thưa quý vị, như vậy có thể thấy rằng các nhan sắc của chúng ta đã có một phần ra mắt trong đêm chung kết thật là hoàn hảo. Và cùng với quý vị đã làm nên một không khí thật tuyệt vời cho đêm chung kết ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu những vị khách quý. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa. Xin giới thiệu ông Trần Ngọc Nhật, Đồng trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và ngoài ra chúng ta cũng rất là vinh dự được đón chào các nhà lãnh đạo địa phương, trung ương và các vị khách quý. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đơn vị truyền thông, báo chí đã đến tham dự và đưa tin cho chương trình. Và đặc biệt là không quên gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp thông thường mà Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 còn được xem là một hành trình để cho các thí sinh cùng cha hoàn thiện tính chân thiện mỹ trong tâm hồn và vẻ đẹp của mình, đồng thời là để tìm ra người xứng đáng nhất cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Đó là gương mặt xứng đáng đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới lần thứ 64. Hẳn là quý vị vẫn còn nhớ, Việt Nam cũng đã nhiều lần cử người đại diện đi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới. Và Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2008, Nguyễn Thùy Lâm cũng đã từng lọt vào top 15 thí sinh đẹp nhất của cuộc thi. Đúng như vậy, và Hoa hậu Hoàn Vũ 2008, Thùy Lâm đã đăng quang chính trên sân khấu này. Và tôi tin rằng Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay của chúng ta sẽ có một bước tiến xa hơn và chắc chắn đạt được một thành tích cao hơn với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ mang tầm cỡ thế giới. Ngọc Diễm hiểu rằng Phan Anh có cơ sở để nói điều này, bởi vì bên cạnh sự nỗ lực của các thí sinh, sự chu đáo của ban tổ chức, thì trong cuộc thi năm nay, các thí sinh còn được đồng hành, được hỗ trợ và được đánh giá từ ban giám khảo. Và họ đều là những người nổi tiếng và có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình.